là cái lỗi mà các bạn đang vướng ở đây nè. Khi mà các bạn thực thi cái lệnh là BMV thì nó sẽ nói rằng là cái authorized asset, tức là bản thân cái power shell của chúng ta nó đang bị cấm, nó không cho chạy, thì các bạn sẽ mở cái terminal lên, các bạn gõ là power shell. Đây các bạn gõ cái menu của mình lên, start menu á, các bạn gõ PO, tức là mình sẽ mở cái power shell lên, click chuột phải, các bạn click chuột phải, các bạn chọn run admin, run quyền admin nhé, chọn yes. Và ở trong này thì các bạn sẽ mở, các bạn sử dụng một cái lệnh để cho phép chúng ta bật cái chế độ là bảo mật đó. Bật cái chế độ enter thì lúc này nó sẽ cho phép chúng ta là yes. Yes. Rồi, như vậy quay trở lại PowerShell của chúng ta, nó đã cho phép mình thực thi cái lệnh NBM trong cái PowerShell trong VS Code. Đây, cái lệnh này thầy sẽ copy cho các bạn. Các bạn L3. Ok. Cài đặt. Rồi, thầy gửi cái lệnh vào đây luôn. Các bạn sẽ copy cái lệnh này, các bạn chạy trong PowerShell với cái quyền là admin. Thì khi mà các bạn chạy như vậy thì ở trong này nó sẽ cho phép các bạn thực thi được cái lệnh NPM. Mình xử lý được cái lỗi đó.